Bà Sơn chào cả nhà ha. Hôm nay thì bà Sơn sẽ giúp cả nhà mình phân biệt các dòng máy hút sữa trên thị trường. Thì trong những video trước thì bà Sơn có chia sẻ cả nhà mình cách lựa chọn ở những dòng máy khác rồi. Còn hôm nay chúng ta sẽ lựa chọn dòng máy của hãng Sanity. Thì cái này sẽ được bảo hành 2 năm ha. Nếu mà mình mua hàng chính hãng thì hàng rất là bền và được bảo hành đổi máy mới trong vòng 2 năm nếu bị lỗi. Và những cái phụ kiện đi kèm nếu mà hư mình vẫn có thể mua được dễ dàng. Tại vì nếu mà như mình mua hàng mà trôi nổi á thì khi mà những cái van một chiều nó rách thì mua không được và coi như bỏ cả máy luôn, rất là phí ha. Thì ở đây mình sẽ có 3 dòng máy. Dòng máy hút sữa một bình là dòng tiết kiệm nhất ha, là 1.250.000. Còn cái dòng 2 bình là đời cũ là 2 triệu, giá gấp đôi, 2.450.000. Còn cái dòng đời mới là 2.600. Vậy khác nhau chỗ nào? Thì hôm nay Hoàng Sơn sẽ phân tích để cả nhà mình có một cái lựa chọn dễ dàng hơn ha. Cái dòng máy một bình thì nếu mà gia đình chúng ta sử dụng mà tiết kiệm đó, hoặc là xách đi gọn nhẹ thì Hoàng Sơn thấy cái một bình này nó gọn nè, mình có thể xách theo cái máy nó nhỏ, mình có thể xách đi dễ dàng hơn. Rồi nhưng mà cái thời gian sử dụng thì ví dụ mình hút sữa một bên là 15 phút, mình hút hai bên thì mất thời gian gấp đôi là 30 phút đó. Nhưng mà giá thành nó sẽ phù hợp với nhiều người ha, nó 1.250.000. Rồi đây là dòng hai bình thì mình có thể hút cùng lúc hai bên để tiết kiệm thời gian. Ví dụ như bà mẹ bận việc gia đình hoặc là việc cơ quan xí nghiệp á, mình sử dụng sẽ tiết kiệm được thời gian gấp đôi đó. Thì tất cả những dòng máy mà thương hiệu lớn á thì Hoàng Sơn khuyên cả nhà mình nên xài bằng điện, và hầu như họ đều xài bằng điện hết. Còn những cái máy mà mini giá rẻ xài bằng pin á thì cái công suất nó hút rất là yếu ha, nó sẽ rất mất thời gian của mình, nhiều khi là không hiệu quả nữa. Còn những cái dòng cao cấp thì đương nhiên nó sẽ có thêm là pin sạc thì công suất nó cũng khá là mạnh và chúng ta có thể xài trực tiếp bằng điện luôn. Thì hai dòng này, dòng một bình và hai bình này thì xài bằng điện nha. Đó, thì mình sẽ có từng video hướng dẫn cách sử dụng riêng, cả nhà có thể xem thêm. Còn đây là video chia sẻ về cách phân biệt và lựa chọn ha. Rồi đây là dòng 2.600.000 là dòng mắc nhất của Sanity, dòng đời mới nè. Tại sao nó mắc hơn cái này? Thứ nhất là nó sẽ có pin sạc. Ví dụ mình có thể sạc để mình sử dụng trong buổi đó, mình khỏi cắm điện. Cái thứ hai nữa là nó là cái dòng hai cái đường dây riêng. Ví dụ cái máy kia là một cái đường ống dây mình tách ra làm hai máy, còn cái này là hai đường bơm riêng và nó bơm là pha đó, nó sẽ giúp kích thích sữa tốt hơn đó. Nên là nếu mà như cả nhà mình sau này thì mua thì mình khuyên nên mua cái dòng hai bình mà đời mới, mắc hơn không có nhiều nhưng mà nó sẽ có nhiều chức năng rất là hay ha. Rồi hôm nay Hoàng Sơn chia sẻ cả nhà mình cách lựa chọn của dòng Sanity. Còn bên cạnh đó có rất là nhiều dòng máy hút sữa trong kênh Sức Khỏe 60 giây để cho cả nhà mình có thể lựa chọn thêm ha. Rồi và video hướng dẫn sử dụng từng dòng máy nữa, và có những cái là khắc phục lỗi tại nhà về những dòng máy thì gia đình như mẹ và bé là máy hâm sữa nè, nhiệt kế, và những máy cho ông bà mình như máy đo huyết áp, máy đo đường huyết rất là nhiều. Rồi chúc cả nhà nhiều sức khỏe, có thể liên lạc với Hoàng Sơn vào số điện thoại ở bên dưới tiêu đề nghe. Rồi tạm biệt và hẹn gặp lại.